Vâng, hôm nay thì em lại có cái sản phẩm đặc sản của Lai Châu nhé các bác nhé. Đây là mật ong đắng này. Mật ong này nó là cái mật ong của hoa thuốc phiện các bác. Hoa thuốc phiện vì ở trên Lai Châu em thì người Mông người ta trồng trộm cái cây thuốc phiện ở trong rừng sâu ấy các bác. Đấy, năm nào cũng phải đi phá nhổ. Cái này mật ong hoa thuốc phiện này nó cũng cuối mùa rồi, cuối mùa rồi. Đấy, hôm nay là lấy được ít thôi, không có nhiều đâu các bác nhé. Mật ong hoa thuốc phiện, mật ong đắng này nhé, em bán với giá là 700.000 cho một chai này, một chai 1 lít như này nhé. 1 lít này nó được hơn 1 cân đấy các bác, nó rơi khoảng tầm cân 2 cân 3 đấy, cân 2 cân 3 nhé các bác nhé. 700.000 cho một chai nhé các bác nhé. Em hiện tại là em mới vắt được 2 chai thôi, nó còn một ít nữa đây. Còn mật ong khoái nha các bác nhá, mật ong khoái, mật ong rừng khoái nhá, cái toàn bộ là mật ong rừng hết nha các bác, yên tâm nhá, không phải mật ong nuôi hay mật ong gì đâu các bác, cứ yên tâm. Sản phẩm mật ong rừng như này là 350 nhá, 350 cho một chai nhá, 350 một chai mật ong rừng, mật ong khoái. Và đặc biệt là hôm nay là em có cái sản phẩm tam thất nha các bác nhá, tam thất đen nhá, tam thất đen. Cái sản phẩm này thì rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là rất các bác nào mà mới ốm dậy hoặc là các bác mà mới đi viện, các bác mổ các thứ uống cái này với mật ong này này thì nó hỗ trợ máu này rất là tốt nha các bác nhé. Đấy, cái này nó là sản phẩm mật ong nó là sản phẩm tam thất đen này các bác này. Đấy, ruột nó đen xì này nó mới là giá trị này các bác này. Đấy, tam thất đen nhé, không phải tam thất bắc đâu, dòng tam thất đen nó mới giá trị. Đấy, bác nào mà đặc biệt là mới đi ốm dậy ăn cái này với mật ong thì cực kỳ tốt, đặc biệt là các bác nào mà có hiện tượng thiếu máu, ngồi đứng lên ngồi xuống nó hay hoa mắt, các bác dùng cái sản phẩm này với cả mật ong thì cực kỳ tốt luôn. Cái tam thất đen này hiện tại em vẫn đang bán với giá 900.000 cho 1 kg nhé, 900.000 cho 1 kg tam thất đen. Và tiếp theo này các bác này, sản phẩm này, sản phẩm này nó là mật ong khoái nhá, nguyên tổ này các bác này. Đấy, cái này của em là 3,5 cân này, cái này 3 cân này. Đấy, hiện tại này em đang bán với giá là 220.000 cho 1 kg nhé các bác nhá, 220.000 cho 1 kg. Đấy, tổ này 3,5 cân này, tổ này được có 2 cân thôi. Đấy, các bác lấy có thể là, nếu mà lấy nhiều thì có thể là em báo dân họ sẽ mang về tiếp nhé. Đấy, dân người ta đi rừng họ sẽ mang về tiếp cho em. Đấy, 220.000 cho 1 kg nhé các bác nhé. Đây, các bác này, sản phẩm nhung hiêu nhá, sản phẩm nhung hiêu. Nhung hiêu này thì em có những cặp, mà cái cặp này thì cặp nhỏ thôi, có bác đặt cặp nhỏ thôi, chứ còn sản phẩm nhung hiêu này em có từ 3 lạng 6 nhá, hiện tại là đang căn là có khoảng từ 3 lạng 6 đến tầm trên 5 lạng nhá. Đấy, nhung hiêu này thì em bán với giá là 1,3 triệu cho 1 lạng nhá, 1,3 triệu cho 1 lạng. Đấy, các bác nào mà cơ thể nó suy nhược các bác ăn những cái này vào là rất là tốt nhé. Đấy, sản phẩm nhung hiêu nhé, 1,3 triệu cho 1 lạng. Em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé, hôm nay lại có một số hàng về cho bác đây. Mã số 1 này tam bảo sắc nhé các bác nhé, tam bảo sắc mã số 1 này, 1 cây này, 2 cây này, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây, 8 cây nhé các bác nhé. Đây, cả mới như này. Mã số 1 của em có giá là 100.000 nhé, 100.000 cho mã số 1 tam bảo sắc, cái này là tam bảo sắc nhé các bác nhé, 100.000 cho mã số 1. Mã số 2 này các bác này, mã số 2 thì toàn cây chất lượng cao thôi nhá.
Đấy, toàn cái chất lượng cao. Một cây này, cái cây này là nguyên bản nhá, cây này nguyên bản này, một này, hai này, toàn cây chất lượng nhá, ba này, bốn này, toàn cây chất lượng cao này các bác này, năm, sáu, bảy này, tám, chín, mười, mười cây nhá các bác nhá, cả nguyên bản các thứ đây nhá. Mã số 2 của em có giá là 260.000 nhá, 260.000 tất cả đây nhá các bác nhá, 260.000 cho mã số 2. Mã số 3 này, cáo này các bác này. Đấy. Mã số 3 nhá. Cáo này là cái hàng cáo bóc rừng nhá. Một cây này, cây xếp rất đẹp này. 2 này. 3 này. 4 này. 5. Mã số 2, mã số 3. Số 3 nhá các bác nhá, cáo này. 230.000. 230.000 cho mã số 3. Mã số 4 này các bác này, một đống như này nhá, 300 nhá. Mã số 4 này. Cáo chuẩn rừng Lai Châu luôn các bác yên tâm. 3 cây này. 3 cây này. Đấy, một cây con tí này là 4 này. Năm này. 6 này. 7 8 9 cây nhá, 9 cây. 300.000. Cho mã số 4. Mã số 5 này các bác này, kiều mỡ gà này. Đấy, kiều mỡ gà nhá. Cái này kiều mỡ gà về các bác ghép được một giò này. Đấy, nó như này nhá. Đây, em chẳng ấy nữa đâu. Nó đây. Mã số 5 nhá. Đây em bỏ từng rề một ra cho các bác cho nó dễ này. 1 này. 2 này. 3 này. Đây nó có vụn tí vụn vụn này nữa này, một đống vụn này. Mã số 5 180.000 nhá các bác nhá. 180.000. Cái này là kiều mỡ gà nhá. Về các bác trồng được một chậu tương đối đẹp. Mã số 6 này các bác này, một đống gà này. Đây, có khúc này nguyên bản đây nhá. Khúc này nguyên bản này. Đây, đây một đống đây nữa nhá. Một đống đây. Đây, một cây này. Hai cây này. Đấy, nó nguyên đây, cả tùm lum này, 3 4 này. Đấy. Mã số 6 của em có giá là 180.000. 180.000 nhé các bác nhá. Cho mã số 6. Đấy, tùm lum một đống đây nhá. Về các bác làm giò đẹp luôn. Mã số 7 này các bác này. Một giò cáo này. Quá là chất lượng cáo này, cáo giống, cáo này cáo nhỏ nhưng giống cực kỳ chất lượng luôn, cáo chuẩn rừng Lai Châu nguyên bản. Đấy. Mã số 7 nha các bác nhá. Mã số 7 này. Đấy, chất như này, cây giống 1 cây 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cây, 10 cây giống nhá, cáo này cáo giống nhá. Chuẩn rừng Lai Châu nhá, riêng cáo Lai Châu mặt hoa rất là đẹp nhá. Mã số 7 của em có giá là 360.000 nhá, 360.000. Cho mã số 7. Đấy. Cáo giống. Cái này nuôi lên mùa giải tới vẫn hoa bình thường nhá các bạn nhá. 360.000 cho mã số 7. Mã số 8 này các bác này, hai cây cáo này, cáo vừa rồi năm vừa rồi hoa nó dài không các bác này. Đấy. Có hai cây. Đẹp như này nhá. Mã số 8 của em có giá là 280.000 thôi. 280.000. Cho mã số 8.
mã số 9 này các bác này, chất lượng cao như này nhé. Mã số 9 của em có giá là 350.000, 350.000 cho 3 cây cáo chuẩn rừng Lai Châu với các bác. Đây hoa năm vừa rồi đây các bác này, giải hoa những cái hoa như này, đây bé tí này nó cũng có hoa này. 350.000 cho mã số 9. Mã số 10 này có 4 cây rất là đẹp này. Mã số 10 của em có giá 450.000 nhé, 450.000 cho mã số 10. Đấy, nó trồng trên cái giớn này, dân người ta trồng trên cái giớn này về các bác chăm rất là dễ này. Cho mã số 10, 450.000 cho mã số 10. Mã số 11 này, đấy, cáo tiếp này, 1 cây 2, 3, 4, 5, 6, 7, cây này đẻ 2. 400.000 nha các bác nhá, 400.000 cho mã số 11. Mã số 12 này, mã số 12, lấy chậu trầm này thôi. 300.000, 300.000 cho mã số 12. Cái này là hạc vĩ thiên cung lữ bố nha các bác nhá. Hạc vĩ thiên cung lữ bố, hoa cực kỳ tím đẹp luôn. 300.000. Mã số 13 này các bác này, một chậu trầm rừng xịn xò luôn. Hoa tím đậm nhá, cái này hoa cực kỳ thơm và tím nhá. Mã số 13 của em có giá là 600.000. 600.000 cho mã số 13. Đấy. Trầm rừng xịn xò luôn, các bác yên tâm. Mã số 14 này. Một cái này là gà chớp nha các bác nhá, gà đột biến đấy, gà chớp nhá. Đấy, còn nó có 1 thân, 2 3 4 5 thân. 5 thân. Mã số 14, gà chớp, cái dòng này hoa rất là đẹp luôn. Trước mua cứ toàn 4-500 một thân thôi. Mã số 14 của em có giá là 550.000. Gà đột biến, gà chớp nha các bác nhá. Hoa nó chớp rất là đẹp nhá. 550.000 cho mã số 14. Mã số 15 này các bác này, cái này thì cây rất là to này, 1 này, 2 3 4 5 6 thân. Mã số 15 của em có giá là 700.000 nhá. 700.000. Gà chớp, gà đột biến đấy các bác, cực kỳ đẹp luôn. 700.000 cho mã số 15. Mã số 16 này các bác này, nguyên một rẻ, đây là sơn thủy tiên họng đen nha các bác nhá. Họng đen này. Đấy. Mã số 16 của em có giá là 3.500.000 nha. Đây là nguyên một rẻ sơn thủy tiên họng đen nhá. Cái này bảo hành tuyệt đối cho các bác nhá. Bảo hành cho bác chuẩn sơn thủy tiên họng đen nhá. 3.500.000 cho mã số 16. Sơn thủy tiên họng đen. Đấy, trồng trên cái bệ giớn này các bác này, to vật vã nguyên rẻ đây các bác nhá, nguyên rẻ đi nhá. Nó nhiều tiền em quay kỹ cho các bác một chút nhá. 3.500.000 cho mã số 16. Mã số 17 này các bác này. Đấy, Kiều Vương Đông Bắc. 300.000. 300.000 cho mã số 17, Kiều Vương Đông Bắc. Mã số 18 này các bác này, một chậu kiều mỡ gà rất là đẹp này. Đấy, kiều mỡ gà nhá, cái này kiều mỡ gà rất là đẹp. Mã số 18 của em cũng có giá là 300.000. Đấy, cũng có giá là 300.000 cho mã số 18. Kiều mỡ gà.
Mã số 19 này các bác này, một chậu sơn thủy tiên này. 150.000 nha các bác nhá. 150.000. Cho mã số 19, cái này là sơn thủy tiên thường thôi nhá. Mã số 20 này các bác này. Một giò kiều trắng này. 480.000. Cho mã số 20. Kiều này kiều đột biến hoa trắng tinh nhá các bác nhá. Bảo hành các bác hoa trắng tinh luôn. Cho mã số 20. Mã số 21 này các bác này. Một giò gà như này nhá. Mã số 21 của em có giá là 350.000 nhá. 350.000. Cái gà này nó là gà siêu nụ siêu hoa này các bác nhá. 350.000. Cho mã số 21 nhá. Thân thủ rất là đẹp này các bác này. Mã số 22 này các bác này, một giò kiều vàng như này nhá. Đấy. Mã số 22 của em có giá là 180.000 nhá. 180.000. Cho mã số 22, cái này nó là kiều vàng này, trồng trên cái chậu này em đã mua 50.000. Cho mã số 22. Mã số 23 này các bác này. Một giò sơn thủy tiên rất là đẹp nhé. 480.000 cho mã số 23. Cái này sơn thủy tiên này. 480.000 cho mã số 23. Mã số 24 này các bác này, một chậu kiều siêu tím, cái này là hàng giống thôi nha các bác nhá, cây nó nhỏ nhá, hàng giống nhá. 180.000. 180.000. Cho mã số 24, cái này kiều siêu tím này, hoa tím đen nào nha các bác nhá. Hàng giống nhá. Mã số 25 này, sơn thủy tiên họng đen tiếp nha các bác nhá. Một dè như này. Mã số 25 của em có giá là 480.000 nhá. 480.000. Cho mã số 25. Sơn thủy tiên họng đen. Bảo hành nha các bác nhá, riêng cái dòng em bán mặt hoa này em sẽ bảo hành nhá. Cho mã số 25 sơn thủy tiên họng đen. Mã số 26 này các bác này, kiều mỡ gà tiếp này. Thân thủ to rất là đẹp này các bạn. Mã số 26 của em có giá là 300.000, cái này kiểu mỡ gà nhá. Đây này. Nó như này nha các bác nhá. Các bác nhìn kỹ giúp em cái nhá. 300.000 cho mã số 26. Mã số 27 này các bác này, đen dâu tím nhật này. Đen dâu tím này thì em cũng còn khoảng gần chục chậu nữa. Mã số 27 của em có giá là 350.000 nhé. 350.000 cho mã số 27. Đấy, cái này là đen dô tím nhật nhé. Mã số 28 này các bác này. Một giò tam bảo sắc như này nhé. Đấy. 200.000. 200.000. Cho mã số 28. Cái này là tam bảo sắc. Mã số 29 này các bác này, một giò quế tháng 8 này, bốn cây rất là đẹp này. Đấy. Mã số 29 của em có giá là 400.000. 400.000 nha các bác nhá. Cho mã số 29 rất là đẹp luôn. 400.000. Cho mã số 29. Mã số 30 này. Gà đột biến hoa trắng tinh nhá. 450.000. Cho mã số 30. Số 30 cũng là số cuối của em nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác. Em xin chào tất cả các bác.